Hello, chào anh em nha. Trước màn hình của chúng ta đó là Đoàn Văn Hậu, vâng, một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở trong Dream League Soccer 2021. Và hôm nay chúng ta sẽ đi săn Đoàn Văn Hậu nha. Có rất là nhiều cách để chúng ta săn Đoàn Văn Hậu. Cách đầu tiên đó là chúng ta dùng kim cương và mua cái gói 30 kim cương nha. Ở đây có 3 gói: 30, 150 và 300 kim cương. Thì chúng ta dùng cái gói 30 kim cương thì sẽ có cầu thủ là dưới 70 nhá. 150 là cầu thủ từ 71 đến 79. Còn 300 là cầu thủ từ 80 trở lên. Cho nên là chúng ta dùng cái gói 30 kim cương sẽ mua được rất có thể là Đa Văn Hậu nhá. Rồi, ok. Đầu tiên em nói đây, số 30 rất khả năng là Văn Hậu. Không được rồi, tay lo. Người đầu tiên chúng ta mua đó là tay lo nha. Và tiếp tục thì chúng ta mua tiếp. Cái này là anh nào may mắn thì sẽ ra được Đoàn Văn Hậu nha. Và nếu như mà nâng mát lên, đây là không phải Đoàn Văn Hậu rồi. Anh này là anh da đen rồi, cao to đen hôi là không phải rồi. Nếu như anh nào mà may mắn thì sẽ nâng được Văn Hậu lên, chỉ số là nổ lên là 75 là rất là đẹp luôn nha. Rồi, chúng ta có tới 300 kim cương mà. Chúng ta có thể mua tầm khoảng 10 lần. Đây là cách đầu tiên. Tiếp theo là cầu thủ môn. Là không phải, Đoàn Văn Hậu chắc chắn là không phải rồi. Đây là thủ môn Du. Thủ môn này hình như người Trung Quốc hay sao? Và tên giống Trung Quốc. Cứ ra cái chỉ số khoảng 62 là chúng ta thấy là có hy vọng rồi nha. Tiếp theo. Đây, trông cũng khá giống nha. Văn Hậu không phải rồi. Markman, Scott Markman, chỉ số 55, chỉ có 75 vàng thôi. Tiếp theo, hy vọng lần này là sẽ nổ Văn Hậu. Rất có khả năng nha anh em ơi. Da trắng, đít cong. Úi giời, quả này ơi, không được rồi. Michel là Michel. Là Michel anh em ạ. Tiếp tục có 198 kim cương. Tiếp tục mua gói dưới 70. Văn Hậu số 15 anh em ơi, không phải 35. Ồ, 35, số 35 ở đây. Coulson. Không phải nha. Coulson là không phải rồi. Tiếp tục Văn Hậu đâu? Văn Hậu đó anh em ơi. Trong cái dáng cũng khá là giống nha. Da trắng nha. Lại không ra rồi. Yuku gì đây? Ông này chắc người Nhật Bản rồi. Cái này thì anh em là may mắn thì sẽ ra được Văn Hậu nhá. Chúng ta sẽ hy vọng là may mắn sẽ ập đến. Số 37, em là đây. Văn Hậu Kodia qua đi. Không được rồi. Tiếp tục, anh em hãy chờ đợi nhá. Hãy chờ đợi xem Văn Hậu của chúng ta có xuất hiện không. Đây sẽ là một sự ưu ái của DLS 21 khi mà có mặt Văn Hậu trong đội hình. Tiếp tục là một em nữa nhưng vẫn chưa ra Văn Hậu. Ngoài Văn Hậu ra thì chắc chắn là không có một cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam có mặt ở trong DLS 21 nữa rồi nha anh em. Chỉ tiếc là sau khi mà DLS 21 cập nhật có Văn Hậu thì anh đã xách vali về nước. Và chúng ta chỉ có thể sử dụng được một mùa 21 thôi, chắc chắn là như vậy rồi. Sang mùa 22 thì chắc chắn là không có rồi. Cho nên là cố gắng kiếm Văn Hậu làm phát cho hai trái. Rồi, vậy là đầy cầu thủ rồi nha. Ra bán bớt đi một thằng. Bán bớt đi một thằng ta mua nha. Toàn là anh gì không. Đây, mớ cầu thủ rồi chúng ta mua ở đây nha. Rồi, bán bớt đi một thằng. Và đây là cách thứ hai mà chúng ta mua. Đó là chúng ta dùng 72 vàng. Và chúng ta sẽ mở ra cầu thủ có cái xác suất Văn Hậu là... Để xem nào, xác suất của cầu thủ Văn Hậu ra là... Cầu thủ trắng là 90%.
cầu thủ xanh 50%, cầu thủ vàng là 30% nha. Chúng ta mua gói 72 vàng anh em nha, thì có xác suất là sẽ ra Văn Hậu. Đấy, bấm vô 72 vàng và nó ra hai cầu thủ như thế này thì chúng ta bỏ qua. Nếu chúng ta thích mua nào thì mua, còn không thì chúng ta bấm cái chữ là discard. Discard xong bấm chữ Z. Rồi. Thì tiếp tục là nó sẽ ra tiếp là chúng ta mua tiếp. Bởi vì cái xác suất của cầu thủ trắng là ra khá là cao, 90%. Đấy, nó ra hai thằng này nhá. Ra những cầu thủ chỉ số thấp. Rất hy vọng là chúng ta sẽ có được Văn Hậu trong cái lần mua này. Và anh em nó có nhiều vàng nhiều kim cương thì cái chuyện mà săn Văn Hậu thì chắc cũng dễ đơn giản thôi. Cứ cày chẳng là có thể là có thôi, hên là sẽ có thôi. Cứ nhiều vàng nhiều kim cương vào. Rồi, vẫn chưa có Văn Hậu nha. Tiếp tục, lần này sẽ là Văn Hậu. Không được rồi, gần ra nha anh em ơi. Chỉ số là 63, 64, 240 là dần gần giống như là Văn Hậu ở đây. Bấm Z nha. Bấm discard xong bấm Z. Xong tiếp tục bấm 72 vàng. Chưa ra. Vẫn chưa ra Văn Hậu nha. Ok anh em ơi, bấm Z. Rồi, tiếp tục 72 vàng. Văn Hậu không được. Ồ, lần này ra được một cầu thủ vàng nha. Đấy, mình mua như thế này thì cầu thủ sẽ có cái sự giảm giá nha anh em. Nếu mà ra được những cầu thủ yêu thích thì anh em có thể bấm vào mua, nó sẽ có một số giảm giá. Rồi, tiếp tục chưa ra Văn Hào. Vẫn chưa ra Văn Hào nha anh em. Còn một cách, đây là cách thứ hai nha, còn một cách nữa mà mình muốn nói với anh em đó là cái đội hình của anh em mà khi mà bây giờ chúng ta muốn săn và Văn Hậu có nhiều cách hơn thì anh em bỏ hết cái đội hình chính của mình, có nghĩa là những cầu thủ xanh, những cầu thủ mát đen rồi là chúng ta bỏ hết đi. Tức là mua cầu thủ trắng về chúng ta bỏ trong đội hình ấy. Thế chúng ta vào trận đấu là bắt đầu chúng ta thoát ra rồi tìm vào cái danh sách tìm vào thị trường chuyển nhượng ấy thì nó sẽ ra những cầu thủ trắng và chỉ số thấp. Thì rất có thể là có Văn Hậu ở trong đó nha, để anh em săn nha anh em nha. Anh em hiểu không? Có nghĩa là đội hình chúng ta dùng cầu thủ chỉ số trắng thôi. Dùng cầu thủ trắng thôi. Thì cái việc mà ra Văn Hậu là gần ra nha anh em. Quả vừa rồi là 62 đấy. Rất may, rất tiếc là chúng ta vẫn chưa có được Văn Hậu. Vẫn chưa ra. Ok anh em nha. Anh em cứ làm theo mình thì chắc chắn là sẽ săn được Văn Hậu thôi. Chúc anh em may mắn nha. Đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta còn tiếp tục theo dõi những video khác nha. Bây giờ thì chào tạm biệt.